mình là Irene đến từ Coi 68 và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với số thứ hai của series tuần qua có gì, tuần thứ nhất của tháng 8. Trong series này thì Irene sẽ cùng với anh em điểm lại những tin tức hot nhất ở trong tuần để anh em có thể có một cái nhìn tổng quan về thị trường crypto cũng như là nắm được những thông tin quan trọng ở trên thế giới blockchain nhé. Trước khi vào với video ngày hôm nay thì ai xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là Chromia, một nền tảng blockchain kết hợp công nghệ giữa blockchain và cơ sở dữ liệu database cho các ứng dụng phi tập trung. Mới đây thì Chromia đã chính thức cho ra mắt phiên bản LaunchJoy. Đây là một nền tảng Launchpad dành cho các dự án GameFi phát triển ở trên hệ sinh thái của Chromia. Tại đây thì người dùng có thể stake token là CHR để kiếm được cả hai phần thưởng là token CHR và LaunchJoy Points. Với LaunchJoy Points thì người dùng có thể tham gia vào những đợt NFT sale bằng hai phương thức là Raffle là xổ số hay là Auction là đấu giải. Ngoài ra thì My Neighbor Alice, tựa game được phát triển trên Chromia Appnest thì cũng đã ra mắt Alpha Season 3 đầu tiên vào cuối tháng 6. Tuy là sau một tuần thì Alpha Season đã phải tạm dừng vì một số lý do kỹ thuật, tuy nhiên thì Alpha Season 3 sẽ quay lại vào cuối tháng 8 này. Các thông tin về My Neighbor Alice và LaunchJoy được ra mắt thì cũng đã cho thấy là hệ sinh thái của Chromia đang ngày càng được phát triển và hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó thì Chromia đang tổ chức thêm một chương trình staking vô cùng hấp dẫn với lợi suất lên đến hơn 20%. Người tham gia thì chỉ cần stake ít nhất 2 tuần là đã được tham gia vào chương trình này. Và nếu muốn rút token sau khi tham gia thì anh em sẽ được hưởng lợi nhuận trong vòng 2 tuần sau đó. Điều này thì sẽ đảm bảo mô hình hoạt động bền vững và mang đến một cơ hội tuyệt vời để nhận được lợi tức ổn định từ việc staking cho anh em. Và anh em hãy nhanh tay đăng ký tham gia để không bỏ lỡ cơ hội staking với lãi suất cao ở trên nền tảng Chromia nhé. Thông tin về chương trình thì Irene sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận cho anh em để anh em có thể theo dõi thêm. Và trong video ngày hôm nay thì Coi68 TV sẽ cùng anh em tìm hiểu về những thông tin đáng chú ý sau. Đầu tiên là về drama Curve Finance. Pool thanh khoản bị tấn công, founder thì mua nhà 40 triệu đô nhưng lại phải đi vay khắp nơi để trả nợ. Tin tức thứ hai là Việt Nam gây bất ngờ khi lọt vào top 5 quốc gia có khối lượng giao dịch cao nhất ở trên sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Tin tức thứ ba là MicroStrategy dự tính mua thêm 750 triệu đô Bitcoin, giá của Bitcoin thì vượt lên mốc là 30.000 đô. Tin tức tiếp theo là về Litecoin Halving lần thứ 3 chính thức được diễn ra. Tin tức đáng chú ý nữa là drama Memecoin Ball trên Layer 2 Base được Shield và FOMO rầm rộ với Ripple chỉ trong vòng 24 giờ và còn có thể là dính líu với Sam Bankman-Fried của FTX. Ngoài ra thì còn rất nhiều những tin vắn đáng chú ý khác, anh em hãy cùng theo dõi trong bản tin ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 7 năm 2023 thì nhiều dự án liên quan đến pool thanh khoản ở trên Curve Finance thì đã bị tấn công. Các dự án lending NFT, Tripad, Metronome và ARN ETF của Alchemist thì cũng đã bị thiệt hại do các cuộc tấn công vào pool thanh khoản ở trên Curve Finance với số tiền thất thoát ước tính là khoảng 52 triệu đô la Mỹ. Đội ngũ của Curve thì sau đó đã lên tiếng xác nhận vấn đề liên quan đến ngôn ngữ lập trình là Vibe. Họ cũng đã đưa ra thông báo về an toàn của một số pool thanh khoản vẫn đang được đảm bảo nhưng vẫn sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề với các dự án bị ảnh hưởng. Vụ tấn công trên thì còn gây nhiều nhiễu loạn trong hoạt động on-chain. Các hacker mũ trắng thì đã lên kế hoạch thực hiện chiến dịch giải cứu những pool thanh khoản bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng trên, nhưng vẫn còn những kẻ xấu fun run và làm mất tiền. Hại của lỗ hổng này ước tính lên đến khoảng 70 triệu đô, trong đó có 16,9 triệu đô đã được hoàn trả lại, còn lại thì có nguy cơ mất trắng 52,4 triệu đô. Vụ tấn công trên thì đã làm cho các nhà đầu tư crypto nhanh chóng rút thanh khoản ra khỏi Curve, khiến cho TVL của dự án đã giảm gần 50% trong vòng 24 giờ. Các sàn giao dịch lớn nhất của Hàn Quốc thì đã tạm dừng hoạt động nạp và rút CRV, gây gia tăng giá token trên sàn trong bối cảnh là mất cổng giao dịch chênh lệch giá với thị trường quốc tế. Sau vụ tấn công vào Curve Finance thì nhà sáng lập là Michael Ikaros đã đối mặt với nguy cơ bị thanh lý hàng trăm triệu đô tiền CRV được thế chấp ở trên AAV, này, Falklands hay là Abracadabra. Nếu giá token CRV tiếp tục giảm thì khoản vay của ông có thể bị thanh lý, gây ảnh hưởng lan rộng đến thị trường. Ông thì cũng đang bị ba quỹ đầu tư là 1KX, Framework Ventures và Parafi Capital kiện với cáo buộc là gian lận, lừa đảo vào tháng 6. Cho dù bị kiện khắp nơi, thế nhưng ông này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vừa qua thì ông đã chi đến 40 triệu đô để mua một căn biệt thự sang trọng ở Úc, dẫn đến việc bị cộng đồng crypto châm chọc là người duy nhất chiến thắng trong cuộc chiến Curve Wars.
Ông Ecorp thì cũng là người đang nắm giữ đến 47% lượng cung lưu hành của CRV. Tuy nhiên, vật đen vẫn chưa buông tha cho nhà sáng lập Cove Finance khi mà chưa hết ngày 2 tháng 8 thì các nền tảng lending tiếp tục công bố đề xuất giảm thiểu rủi ro từ khoản vay của ông Ecorp, trong đó có việc là muốn nâng lãi suất vay lên đến 200% và thanh lý dần dần các khoản thế chấp của CRV để tránh nợ xấu. Tính đến sáng ngày 4 tháng 8 thì Michael Ecorp đã bán tổng cộng là 106 triệu CRV cho nhiều nhà đầu tư theo phương thức UTC, thu về khoảng 42,4 triệu USD dưới dạng stablecoin. Tuy nhiên, người này thì vẫn còn nợ lên đến 74 triệu đô trên các giao thức DeFi khác. Vụ việc này thì chắc hẳn chưa thể dừng lại ở đây. Team Coin68 cũng như là Coin68 TV sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến cho anh em. Anh em hãy theo dõi trang web coin68.com để không bị lỡ mất những thông tin quan trọng về vụ drama của Cove Finance nhé. Tin tức thứ hai đó chính là Việt Nam gây bất ngờ khi lọt vào top 5 quốc gia có khối lượng giao dịch cao nhất ở trên sàn giao dịch mã hóa Binance. Theo một bài báo trên Wall Street Journal được đăng tải vào ngày 2 tháng 8 năm 2023 thì Việt Nam đã có mặt trong danh sách những quốc gia có khối lượng giao dịch hàng tháng cao nhất ở trên Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa số 1 thế giới hiện nay. Trong tháng 5 năm 2023 thì nhà đầu tư Việt Nam đã thực hiện giao dịch lên đến khoảng 20 tỷ đô ở trên Binance, trong đó có 90% là các giao dịch futures. Điều này cho thấy sự phổ biến và sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam. Không chỉ đứng trong top 5 quốc gia giao dịch cao nhất ở trên Binance, Việt Nam cũng nhiều lần xuất hiện ở trong các báo cáo khác về sự tiếp nhận và sử dụng tiền mã hóa từ các đơn vị thống kê quốc tế. Việt Nam thì đạt được vị trí số 1 về chỉ số tiếp nhận tiền mã hóa trong 2 năm là 2021 và 2022. Ngoài ra thì chúng ta còn đứng thứ nhất về chỉ số sở hữu tiền mã hóa với 41% dân số sở hữu tiền mã hóa theo báo cáo của Finder vào năm 2021. Các chỉ số về tiếp nhận DeFi và số lượng người dùng ví MetaMask hàng tháng cũng đều đứng trong top 3 và top 5 tương ứng. Các quốc gia khác có volume giao dịch crypto lớn ở trên Binance còn có thể kể đến như là quần đảo Virgin thuộc Anh là gần 18 tỷ đô, Thổ Nhĩ Kỳ là gần 45 tỷ đô, Hàn Quốc là gần 60 tỷ đô và cao nhất là Trung Quốc với khối lượng là gần 90 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó thì khối lượng giao dịch cả spot và futures của Binance trong tháng 5 là khoảng 450 tỷ đô la Mỹ. Một điểm đáng chú ý nữa là Trung Quốc, mặc dù thì đã bị cấm hoàn toàn các hoạt động đầu tư và giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021, thế nhưng quốc gia này lại đứng đầu về khối lượng giao dịch ở trên Binance với số lượng giao dịch lên đến khoảng 90 tỷ đô la Mỹ trong vòng tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, Binance cũng đã tuyên bố rời khỏi thị trường Trung Quốc trước đó. Hiện tại thì ước tính số lượng nhà đầu tư Trung Quốc đang giao dịch ở trên sàn là 900.000 trader, còn tổng số người dùng đến từ đất nước tỷ dân này là 5,6 triệu người. Trong số đó thì có đến 100.000 các nhà đầu tư được dán nhãn là người có mối quan hệ chính trị. Dữ liệu nội bộ thì còn cho thấy rằng nhiều người dùng Trung Quốc thì vẫn đang tiếp tục giao dịch thông qua sàn này bằng cách sử dụng các phương thức lách luật, ví dụ như là việc sử dụng VPN hay là địa chỉ IP fake để truy cập vào các website có tên miền Trung Quốc trước khi chuyển tiền đến Binance.com. Binance thì đang đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý ở trên toàn cầu khi mà nhiều quốc gia thì đã thực hiện các biện pháp trấn áp và đưa ra đơn kiện với sàn này. Tuy nhiên, Binance thì vẫn duy trì được vị trí thống trị ở trong thị trường crypto với thị phần spot lên đến 70,1%, vượt xa các đối thủ khác như là Coinbase. Trong bối cảnh mà các tranh cãi liên quan đến Binance và việc Việt Nam vượt lên trong danh sách các quốc gia giao dịch tiền mã hóa hàng đầu trên thế giới thì là một điều đáng chú ý và cho thấy rằng tầm quan trọng của thị trường Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư cũng như người dùng từ nhiều quốc gia khác nhau của Binance. Tin tức tiếp theo là MicroStrategy dự tính mua thêm 750 triệu USD Bitcoin, giá của Bitcoin vượt lên mốc 30.000 đô. Trong báo cáo tài chính vào quý 2 năm 2023 thì MicroStrategy đã tiết lộ mua thêm 467 Bitcoin vào tháng 7 với chi phí là 14,4 triệu đô. Như vậy, công ty này đã nâng số lượng Bitcoin có trong ngân quỹ của mình lên mức 152.800 Bitcoin với giá mua trung bình là 29.672 USD trên một Bitcoin, tương đương với khoảng 4,53 tỷ USD. Với giá Bitcoin trên thị trường giao dịch hiện tại đang biến động trong khu vực là 29.700 đến 29.900 thì MicroStrategy đang có thể xem là có lời chút đỉnh hoặc có thể nói là mới huề vốn sau gần 3 năm đầu tư vào thị trường crypto. Trước đó, vào hồi tháng 6 thì MicroStrategy đã thông báo mua 12.333 Bitcoin bằng 347 triệu USD tiền mặt vì tin tưởng vào tiềm năng của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới sau tin tức là tập đoàn quản lý tài sản BlackRock đã nộp đơn xin lập quỹ ETF Bitcoin Spot lên SEC.
Quý 2 năm 2023 cũng là thời gian mua Bitcoin với giá trị lớn nhất của MicroStrategy kể từ quý 1 năm 2021, thời điểm thị trường crypto đang trên đà hưng phấn vì Bitcoin được Tesla chấp nhận là phương thức thanh toán. Công ty cũng tiết lộ thêm là đã tài trợ cho các khoản mua Bitcoin vừa rồi bằng cách bán cổ phiếu để huy động vốn. MicroStrategy đã đặt trọn niềm tin và tiềm năng dài hạn của Bitcoin, cho rằng đây là một sản phẩm có giá trị tốt, được đảm bảo bằng công nghệ lưu trữ không phụ thuộc vào các chính sách tiền tệ trên thế giới. Chưa hết thì vào hồ sơ gửi lên SEC vào ngày 1 tháng 8 thì công ty này còn công bố đã đạt thỏa thuận chào bán 750 triệu USD cổ phiếu cho các nhà đầu tư dự định sẽ tiếp tục sử dụng tiền để mua thêm Bitcoin. Trước những thông tin trên thì giá của Bitcoin cũng đã phản ứng vô cùng tích cực, tăng từ mốc 29.000 đô lên đến gần 30.000 đô vào sáng ngày 2 tháng 8. Đây là mức giá cao nhất mà Bitcoin đạt được kể từ tận hôm 24 tháng 7. Litecoin halving lần thứ 3 chính thức diễn ra. Vào khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2023 thì blockchain 12 năm tuổi Litecoin đã tiến hành sự kiện halving tại khối 2.520.000. Quá trình halving thì đã giảm số lượng Litecoin được thưởng cho các thợ đào từ 12.5 đồng Litecoin xuống còn 6.25 đồng Litecoin. Đây là lần thứ 3 mà Litecoin trải qua sự kiện halving kể từ khi ra mắt vào năm 2011. Về cơ bản thì halving là một cơ chế quan trọng trong tokenomics của các dự án sử dụng proof of work như là Bitcoin hay Litecoin. Quá trình này thì sẽ giúp giảm tốc độ tạo coin mới thông qua hoạt động tạo block hay là đào coin, dẫn đến giảm dần phần thưởng BTC, LTC cho mỗi một block. Điều này thì sẽ nhằm giảm tỷ lệ lạm phát và tạo ra động lực tăng trưởng cho Litecoin trong tương lai. Phần thưởng cho mỗi block thì sẽ tiếp tục được giảm dần và đến năm 2027 thì các thợ đào sẽ chỉ còn nhận được 3,125 LTC trên mỗi block. Litecoin thì được tạo ra bởi Charlie Lee, cựu nhân viên của Google, được xem là một bản fork của Bitcoin và thường được gọi với biệt danh là bảng kỹ thuật số. Litecoin thì đã trải qua hai lần halving trước đó vào những năm 2015 và 2019. Mặc dù thì sự kiện Litecoin halving đang mang lại kỳ vọng về tăng trưởng cho đồng tiền này, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì giá của Litecoin lại không hề có bất kỳ hành động tăng giá nào, thậm chí thì lại giảm giá hơn 5% theo dữ liệu vào ngày 2 tháng 8. Trên sự kiện Litecoin halving thì nhiều nhà giao dịch đang xem xét các cơ hội đầu tư và tận dụng biến động giá của Litecoin. Tuy nhiên thì điểm đáng chú ý là sau thông báo Litecoin halving thì sàn giao dịch tiền mã hóa là KuCoin đã thông báo là đình chỉ các dịch vụ liên quan đến việc khai thác Litecoin và Bitcoin thông qua dịch vụ KuCoin Pool kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Điều này thì lại tạo ra dấu hiệu không mấy lạc quan về tình hình tài chính của KuCoin trong thời gian tới đây. Trong thời gian tới thì team Coin68 và Coin68 TV sẽ tiếp tục quan sát những diễn biến mới và update những tác động của Litecoin halving cho anh em cùng theo dõi nhé. Và một tin tức nữa cũng cực kỳ drama trong tuần vừa rồi, đó chính là tin tức Memecoin Ball trên Layer 2 Base thì được Shield và FOMO rầm rộ, sau đó thì lại rock pool trong vòng 24 giờ và còn có thể là dính líu tới Sam Bankman-Fried của FTX. Theo dữ liệu từ DeFi Llama thì Layer 2 Base của Coinbase đã trải qua một sự tăng trưởng TVL đáng kể lên đến 11,71 triệu đô trong vòng 24 giờ, đạt mức tăng trưởng lên đến hơn 10.000%. Sự gia tăng này thì đồng thời đánh dấu được sự phát triển nhanh chóng của dự án Base trên Layer 2, thu hút được sự quan tâm từ người dùng và nhà đầu tư trên không gian tiền mã hóa. Động lực của Base thì ban đầu đến từ meme coin mang tên là Ball. Dự án Ball thì đã tăng giá trị gấp 30.000 lần và đạt vốn hóa hơn 36 triệu USD trong chưa đến một ngày kể từ khi ra mắt nhờ sự FOMO của cộng đồng, từ các người dùng phổ thông cho đến những nhân vật nổi tiếng ở trong ngành hay là các KOL. Tuy nhiên thì cuộc rock pool đã bắt đầu từ khoảng tầm 7 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 7. Người đứng đằng sau token Ball thì đã rút hơn 20 triệu USD và khoảng 224,6 triệu Ball ra khỏi pool thanh khoản Ball WETH ở trên sàn DEX là LeetSwap của Base, làm giá của token này giảm đến 85% chỉ trong vòng vài giây. Sau đó thì tài khoản của Ball ở trên Twitter lại đính chính rằng mình không thực hiện các hành vi đó và bỏ thêm khoảng 746.000 USD cùng với 18 triệu Ball vào pool. Tuy nhiên thì volume lại không quá lớn so với giao dịch đã rút trước đó. Trái với những gì đã công bố trước đó thì đến khoảng tầm 9 giờ 50 phút tối thì pool của Ball WETH lại lần nữa rút toàn bộ thanh khoản. Kết quả là giá trị của Ball giảm đến 98% chỉ trong vòng 3 giờ và trở về vùng giá trước khi pump. Đến thời điểm mà Coin68 đưa tin thì chỉ còn khoảng 61.000 USD thanh khoản cho token với vốn hóa thị trường là khoảng 4,8 triệu đô. Câu chuyện còn chưa lắng xuống thì đến ngày 1 tháng 8, cộng đồng crypto lại trở nên sôi động hơn khi hàng loạt tài khoản đưa ra bằng chứng cho rằng Sam Bankman-Fried
cựu CEO của FTX là người đứng đằng sau vụ rug pull gần đây của dự án Bo. Các thám tử Twitter thì đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong cách sử dụng câu từ và biểu tượng giữa hai tài khoản Twitter của Bo và Sam Bankman-Fried như sau. Đầu tiên là cách dùng từ correct như là một từ mở đầu ở trong mỗi câu trả lời bình luận, hay là từ no hoặc là quite well thì cũng là những từ khá phổ biến trong mỗi câu nói của Sam Bankman-Fried trước đây. Đồng thời thì thông tin trên chuỗi giao dịch on-chain cũng cho thấy rằng ví OXCCFA, ví trước đó đã deposit hơn 12 triệu USD vào pool thanh khoản của Bo và được cho là của team dev, thì đã thực hiện rất nhiều các giao dịch lớn và có mặt cả trong những vụ scandal chấn động của thị trường tiền mã hóa như là vụ Sushi Rock Pool vào năm 2020. Ngoài ra thì ví này cũng nhiều lần rút khối lượng lớn USD từ FTX, góp phần vào sự kiện USD defect vào tháng 5 năm 2022, gián tiếp khiến cho Luna sụp đổ. Tuy nhiên, quan điểm người đứng đằng sau Rock Pool Bo vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số người thì cho rằng Sam Bankman-Fried là một người liên quan, nhưng cũng có những tuyên bố từ luật sư và các phóng viên cho biết rằng việc Sam tạo ra đồng meme coin này là không thể do anh thì đang bị hạn chế tiếp xúc với Internet sau khi bị tòa án cấm. Ngoài ra thì một số người cho rằng ví OXCCFA mà được cho rằng có liên quan đến Sam Bankman-Fried thì thực tế là lại thuộc về một người khác ở trong nhóm Alameda Research, cụ thể là Sam Trabuco. Vụ việc thì đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng crypto và đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc của người đứng đằng sau sự kiện Rock Pool Bo. Việc kiểm tra thông tin ở trên chuỗi giao dịch và các công cụ như là Ethereum Scan, Debank hay là Arcam Intelligence thì được đề xuất để giúp xác định thông tin chính xác về các ví liên quan. Sau những thông tin quan trọng trên thì chúng ta hãy cùng kiểm qua một số tin vắn đáng chú ý trong tuần nhé. Đầu tiên là thông tin Ethereum bước qua tuổi thứ 8. Đầu tiên thì Ethereum đã bắt đầu với tầm nhìn của Vitalik Buterin, một lập trình viên trẻ tuổi ở tuổi 19, với mục tiêu là tạo ra một nền tảng blockchain đa năng cho phép triển khai các ứng dụng phức tạp và hợp đồng thông minh mà không cần một bên thứ ba trung gian. Tài liệu white paper của Ethereum thì đã được công bố vào năm 2014 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng và giới công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên thì Ethereum cũng đã trải qua nhiều khó khăn trước quá trình phát triển đáng kinh ngạc này. Vào năm 2016 thì dự án The DAO, một ứng dụng được xây dựng ở trên nền tảng Ethereum, đã bị tấn công và gặp thiệt hại lớn. Tuy nhiên thì đội ngũ phát triển của Ethereum đã nhanh chóng ứng phó và khắc phục sự cố này. Từ đó thì Ethereum đã tiến hành nhiều cải tiến và nâng cấp để cải thiện bảo mật và khả năng mở rộng của mạng lưới. Một trong những bước nâng cấp quan trọng nhất là The Merge, sự chuyển đổi từ Proof of Work sang Proof of Stake, cơ chế giúp giảm lạm phát và tăng cường bảo mật cho Ethereum. Hiện tại thì Ethereum đang tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trong thị trường quyền mã hóa với nhiều ứng dụng DeFi và NFT. Dự án Ethereum 2.0 và các bản nâng cấp khác thì cũng đang được triển khai, hứa hẹn mang đến những đột phá mới cho công nghệ blockchain cũng như tác động đến toàn cầu. Thông tin thứ hai là FTX gửi kế hoạch hồi sinh sàn lên tòa án, tuy nhiên FTT vẫn bị khai tử. Sàn giao dịch FTX thì đã đệ trình kế hoạch hồi sinh lên tòa án phá sản Hoa Kỳ sau nhiều đồn đoán. Kế hoạch này thì bao gồm vô hiệu hóa token FTT và tái khởi động lại sàn giao dịch để bồi thường cho khách hàng, nhưng không phục vụ cho người dùng Mỹ. Trong kế hoạch trên thì các yêu cầu bồi thường sẽ được định giá bằng đô la Mỹ dựa trên phương pháp của bên chủ nợ và được tòa án phá sản phê duyệt. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản ở trên các sàn giao dịch FTX.com và FTX.us thì sẽ được giải quyết dựa trên điều khoản dịch vụ hiện hành. Các tài sản thì sẽ được phân thành 3 loại nhóm chính và được công nhận thâm hụt của FTX.com và FTX.us. FTX thì cũng đã đề xuất hủy bỏ yêu cầu liên kết công ty và hợp nhất tài sản của hầu hết các bên nợ và ưu tiên giải quyết mất mát tài chính của khách hàng và chủ nợ. Kế hoạch thì cũng dự định thanh lý tài sản của bên nợ và thanh toán bằng tiền mặt tùy thuộc và biểu quyết liên quan trong quá trình khởi động lại một sàn giao dịch nước ngoài. Động thái trên thì được xem như là nước đi mới nhất của đội ngũ tiếp quản sàn nhằm hồi sinh và tạo thêm nguồn thu cho FTX dựa trên tài nguyên sẵn có, bù đắp cho những khoản thâm hụt lên đến 8,7 tỷ đô la Mỹ. Sàn giao dịch này vào đầu tháng 7 thì đã mở một cổng online để cho người dùng cung cấp thông tin để đòi tài sản với hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 9. Sau thông tin trên thì giá của FTT đã biến động dữ dội bất chấp việc bị đơn vị quản lý là FTX xem là vô giá trị. Thông tin tiếp theo là trang PenGal úp mở sắp ra mắt một đồng stablecoin mới tại buổi AMA vào ngày 31 tháng 7. Trong buổi AMA vào Twitter ngày 31 tháng 7 thì CEO của Binance là Trang PenGal CZ đã tiết lộ rằng
Sàn giao dịch này sẽ ra mắt ít nhất một stablecoin mới ngoài SDUSD. Binance thì muốn đa dạng hóa đối tác stablecoin để giảm rủi ro và đã nhận được nhiều yêu cầu từ các tổ chức muốn hợp tác. CZ thì cũng nhấn mạnh rằng Binance đang phát triển một loại stablecoin thuật toán nhằm mục tiêu là vào thị trường châu Âu và sẽ được triển khai trên nhiều khu vực địa lý khác nhau. Ngoài ra thì ông cũng đề cập đến DAI là một loại stablecoin phát triển bền vững theo thời gian. CEO Binance thì cũng không tin tưởng vào báo cáo dự trữ của stablecoin USDT và coi nó như một hộp đen với nhiều cấp độ rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất thì lại cho thấy rằng Tether đang lãi hơn 1 tỷ USD trong vòng 3 tháng gần nhất. Công ty đã tăng thêm 850 triệu USD vào quỹ thặng dư dự trữ, nâng lên thành 3,3 tỷ USD, tái nhấn mạnh vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực stablecoin của mình. Ở chiều hướng ngược lại thì CZ cho rằng stablecoin truyền thống có nhiều nhược điểm và ông đang tiếp tục việc phân tán tập trung trên nhiều loại stablecoin khác nhau. Ông cũng nhấn mạnh thêm về màn hợp tác với Powerful, khẳng định BUSD là một stablecoin minh bạch và được kiểm toán rõ ràng, nhưng không may lại đối mặt với những rào cản pháp lý tại New York và Mỹ. Và trên đây là những thông tin quan trọng mà Irene muốn đem đến cho anh em trong số thứ 2 của tuần qua có gì. Anh em nghĩ sao về những drama gần đây và anh em nghĩ gì về những thông tin này? Hãy cùng comment suy nghĩ và cảm nhận của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!